Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ swatch và review bộ sưu tập son kem hoa đến từ thương hiệu nội địa trung O2O. Khi trải nghiệm bộ sưu tập này thì mình đã rất bất ngờ về chất lượng của son. Mọi người cùng xem video để biết chất lượng của bộ son này như thế nào nhé. bộ sưu tập Limey Miss Lip Glaze có 20 màu và chia làm hai dòng vẽ vẹt và matte Video hôm nay mình chỉ swatch và review mỗi dòng 4 màu mình thấy đẹp nhất trong bảng màu thôi. Cả hai dòng đều có thiết kế nhựa tráng men, thân trụ khuôn hình bông hoa, cầm nặng tay, thân son trong suốt, đáy son được dán tên màu son và trên đầu nắp son có ký hiệu tên hãng. Cỏ son được vái chéo nhẹ, cỏ này đánh son và vì mua rất tiện lợi nhưng mỗi lần lấy được tương đối son. Mình sẽ bắt đầu với bốn màu dòng ve về trước Màu V03 mang trong màu đỏ đất ánh cam với độ trầm vừa phải Sắc cam trong màu son này không quá nhiều nên không làm xỉn men răng Với mình thì V03 đánh lòng môi hay phu môi đều cực kỳ xinh và tôn da Màu này dùng cho mặt mọc được và đánh nhẹ nhàng đi học đi làm rất tự nhiên Cảm nhận đầu tiên của mình về chất son dòng ve vẹt, vẹt là chất quá mềm và mức môi. Kết cấu của dòng này không lỏng cũng không quá đặc, có độ bông xốp vừa phải. Lần đầu apply son lên môi thì mình có lớp dưỡng môi khá nhiều và son hoàn toàn không bám môi. Cho nên mình đã bôi sạch lớp son dưỡng và tô lại thì thấy son bám môi rất tốt. Khi tô son chỉ cần bặm môi là có thể tán đều màu son ra. Và mình đã swatch toàn bộ bốn màu dòng ve vẹt, vẹt mà hoàn toàn không lót dưỡng môi nha mọi người. Mình thấy dòng này lên màu rõ sau tầm 2 3 lần đi cọ thôi. Chất son này khá nhiều dưỡng cho nên lớp finish trên môi sẽ hơi bóng nhẹ và độ bóng sẽ giảm dần sau tầm 20 phút đánh son. Dòng này có độ che phủ vân môi ở mức khá tốt, chất son không bị vón cục và tạo cảm giác cực kỳ mịn màng cho môi. Có tô cũng nhẹ môi nhưng không tô Màu V04 mình đang swatch có tông màu đỏ thuần thêm một chút sắc đất Màu son này có trọn combo làm bật tone da và sáng mang răng Trong tất cả các màu son thì mình thấy son đỏ vẫn luôn là màu son đẹp và thu hút nhất Đối với màu V04 thì khi đánh lòng môi nhẹ nhàng và dễ dùng trong nhiều hoàn cảnh Còn phun môi thì màu son trông nổi bật và cuốn hút hơn Có thể dùng đi tiệc hoặc các dịp đặc biệt Mình chắc chắn màu V07 sẽ là màu son best seller trong cả bộ sưu tập này vì màu này quá đẹp, đẹp hơn cả tưởng tượng của mình luôn ấy. Bạn này có thông màu cam nâu đất ánh đỏ quá là trendy và phù hợp cho mùa thu. Màu này không bị ngã vàng nên sẽ không làm xỉn men răng. Sắc đỏ cũng làm cho màu son không kén da và dễ dùng hơn. Đối với mình thì màu này đánh nhẹ nhàng dùng được cho mặt mộc, khi đậm cũng không bị dư. Nhưng kết hợp trang điểm cùng tone thì sẽ xinh hơn nữa. Vì chất son có nhiều dưỡng nên độ dưỡng màu của dòng này chỉ trong khoảng 3 đến 5 tiếng không ăn uống. Son sẽ dây ra phần nào khi sinh hoạt, ăn nhiều thì son trôi kha khá. Son để là lớp tim màu rất nhẹ và dễ tẩy sau khi trôi. Mình để son trên môi tầm 2 tiếng trở lên vẫn thấy mềm môi và không có cảm giác khô môi. Mình sẽ tiếp tục với màu V08, màu son cuối cùng trong bốn màu của dòng va vẹt mà mình sẽ swatch hôm nay. V08 có một tông màu đỏ hồng ít đất, màu này tô lòng môi sẽ thấy rõ sắc hồng, phun môi thì sắc đỏ trội hơn. Cá nhân mình thấy màu này hơi chói nhưng không đến mức làm xỉn da. Màu son này khá là dễ thương và phù hợp với những bạn thích phong cách trẻ trung và ngọt ngào. Chỉ cần phối hợp trang điểm nhẹ nhàng thì khuôn mặt đã tươi thắng rồi. Nhìn chung điểm mạnh của dòng Velvet là màu son lên chuẩn Chất son mềm mướt môi Lớp finish nhung miệng che phủ vân môi tốt Điểm trừ có lẽ là son không ly Nhưng mình vẫn rất thích dòng này và khuyến khích mọi người nên thử nha theo đây mình sẽ swatch 4 màu của dòng Mate và mở đầu là màu M08. Theo như ảnh quảng cáo của hãng thì đây là màu hồng đất khá trầm. Tuy nhiên khi thử lên tay lẫn đánh lên môi thì mình thấy M08 là màu hồng say hô rất chói và làm bật da. Màu khác hoàn toàn với ảnh của hãng luôn. Màu này thì mình dùng để kết hợp với các màu son đậm chứ không dùng riêng được dòng này có chất sơn điển hình của các dòng kem lì nghĩa là kết cấu son lỏng khi mới tô thì khá ướt chờ một hai phút sau thì son mới khô lại và tạo thành một lớp son lì mịn với chất sơn này thì khi tô mọi người nên tránh bẩn môi quá nhiều vì sẽ làm loang lỗ lớp finish mặc dù mình không thích màu son nhưng với một màu sáng như vậy mà finish vẫn khá đều thì mình phải dành lời khen cho chất son này lại là một sự khác biệt rõ rệt về màu son M10, trong khi ảnh của hãng là màu đỏ hồng đất quá là đẹp, mà màu mình swatch lại là một màu hồng neon khá chói, kiểu màu neon như này mình không biết dùng như thế nào, phối hợp trang điểm ra sao luôn ấy mọi người. Dòng này chỉ cần lấy ít son thì lên màu khá rõ rồi Nếu dòng ve vẹt không cần lót dưỡng môi thì dòng này lại cần lót dưỡng kỹ trước khi tô son So với dòng ve vẹt thì finish của dòng này không mất băng và độ che phủ cũng kém hơn Nếu môi có khuyết điểm thì sẽ bị lộ ra Để son trên môi cũng có cảm giác hơi nặng và dính môi một chút Trong cả bốn màu của dòng mi thì có lẽ M11 là màu son đẹp và dễ dùng nhất. Bạn này có tông màu hồng đất ánh tím thiên về cool tone. So với ảnh của hãng thì màu thực tế có phần tươi và ít sắc nâu hơn. Màu son không quá mới mẻ nhưng vẫn khá đẹp và tự nhiên. Màu này không làm xỉn men răng nhiều và cần kết hợp make up nhẹ nhàng. Điểm mạnh của dòng này là độ lên màu và độ bám môi tốt. Sau khi son khô lại thì tẹp vào môi và giữ màu được từ 4 đến 6 tiếng. Đeo khẩu trang hoặc uống nước không bị dây ra nhiều, nhưng ăn bữa nhiều dầu mỡ sẽ bị trôi. Khi trôi thì finish không được đều và hơi loang lỗ. Son trôi để lại lớp màu nhẹ trên môi. Mình không thích chất son này ở chỗ khi để son trên môi tầm 1-2 tiếng trở đi sẽ có cảm giác môi bị khô lại và văn môi cũng bị lộ ra nhiều hơn. Màu son cuối cùng trong video M12 mang tông màu đỏ neon, lại là một màu neon các bạn ạ. À. So với màu đỏ rất siêu đẹp trên ảnh của hãng thì màu này quá chói và gần như hoàn toàn không liên quan luôn. Trong khi 4 cây dòng ve vẹt có màu gần sát với ảnh quảng cáo thì cả 4 cây dòng mây lại có màu khác xa ảnh của hãng mà lại toàn là màu khó dùng so về chất son thì mỗi dòng đều có điểm mạnh điểm yếu riêng nhưng với cá nhân mình thì mình thích chất của dòng ve vẹt hơn chất son của dòng may không tệ tuy nhiên nếu bản mờ chuẩn hơn thì mình thấy chất lượng sẽ được cải thiện hơn nữa bộ sưu tập này thì mình highly recommend dòng ve vẹt đặc biệt là màu không nha Tóm lại ở mức giá khuyến mãi 99 000 cho hai thỏi son thì mình thấy chất lượng son cũng có những điểm vượt ngoài trong đợi rồi. Và vừa rồi là những đánh giá của mình về bộ sưu tập O2O Lime miss Mousse Lip Glaze. Video đến đây cũng đã hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye!